Số 372. Kinh Như Huyện Tam Bảo Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn. Hán dịch đời Triệu Tống, Đại sư Thi Hộ. Thượng, tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thế Tôn ngự nơi vườn Lộc Giả, chốn tiên nhân bị đọa, thuộc nước Ba La Nại, cùng với chúng đại Bích Xô gồm 2 vạn người hội đủ. Chúng đại Bồ Tát là 1 vạn 2 ngàn vị, đó là Sư Tử, Sư Tử Ý, Tiền Trụ Ý, Thắng Tư Duy, Trì Tế, Nhân Thọ, Thủy Thiên, Bảo Tích, Ẩn Mật, Hiền Hộ, Điện Thiên, Biến Chiếu, Trí Tích, Bất Hưu Tức, Bất Không Kiến, Từ Thị, Diệu Các Tường, Đồng Chân, vân vân. Là có 2 vạn thiên tử gồm thiên tử Thiền Đạo, thiên tử An Ý, vân vân. Các thiên tử này đều an trụ trong pháp đại thừa, còn có vô số 100.000 đại chúng khác tại đều cung kính vây quanh lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Bây giờ trong chúng hội có vị Đại Bồ Tát tên là Thắng Hoa Tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, cuối phải quỳ sát đất chắp tay đảnh lễ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn hỏi, của xin Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thương xót cho phép vì con mà giảng nói rõ. Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác tùy theo người hỏi mà phân tích giảng rõ. Nay tùy ý ông thưa hỏi, ta sẽ trả lời. Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đạt được bất thoái chuyển nơi đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, thành tựu năm tầng tông, chân đất Tam Ma Địa Như Huyễn? Được Tam Ma Địa này rồi, có các chúng sinh thiện căn thành thục, liền dùng thần lực của mình hóa hiện ứng hợp, tùy theo chỗ tên hiệu của các chúng sinh, liền vì họ thuyết pháp, khiến mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật khen Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng: Hay thay, hay thay. Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, ông nay khéo hỏi, những ý nghĩa như vậy. Ông ở đời quá khứ đã từng thân cận vô số ức trăm ngàn chư Phật, nơi trụ xứ của chư Phật đã trồng sâu các căn lành, đã có thể vì tất cả chúng sinh khởi tâm thương xót. Ông nên lắng nghe khéo suy nghĩ, nếu ta vì ông mày giảng nói. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng tỏ giáo lắng nghe. Đức Phật dạy nên Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, ông nên biết có một pháp. Nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành đầy đủ thì được đạt được Tam Ma Địa Như Huyễn. Được Tam Ma Địa này rồi, và các chúng sinh thiện căn thành tục, lợi dụng thần lực của mình hóa hiện ứng hợp tùy theo chỗ tín hiệu của các chúng sinh mà đại pháp, kiến họ mau cho đất đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, pháp ấy là pháp không nương tựa. Nếu là Bồ Tát thành tựu pháp này rồi, cho đến khắp trong 3 cõi không giới khỏi tưởng nương tựa, hoặc trong hoặc ngoài đều không nương tựa. Vì được như vậy nên đạt đầy đủ chánh kiến. Nhờ chánh kiến nên có được sự tương ưng chính đáng và chỗ hành hóa đúng đắn. Do đấy đạt được tuệ không chướng ngại. Tuệ không ngăn ngại nên tâm cũng không bị ngăn ngại. Ở trong tâm không bị ngăn ngại liền khởi chánh hạnh. Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, Bồ Tát có thể khởi chánh hạnh như thế nào? Nghĩa là thấu rõ tất cả pháp từ duyên đều từ duyên sinh. Ở trong pháp duyên sinh không có một pháp nhỏ nào thật sự được tích tập. Vì sao? Vì các duyên kia đều không thật, nên trong đó làm sao có pháp để có thể sinh khởi. Nếu pháp từ duyên sinh, tức là vô sinh, thế nên tất cả các pháp đều vô sinh. Bồ Tát nếu có thể biết rõ như thật về tất cả pháp là vô sinh, liền thành tựu được đạo của các Bồ Tát. Căn trí mọi sự ưu muốn có thể chúng sinh, Bồ Tát có thể dùng tâm từ bi từ đó mà hội nhập, có thể được sự tinh hiểu sâu xa, biết rõ tất cả các pháp đều như huyện hóa, cho đến phân biệt tất cả các pháp đều là sự hóa hiện. Do sự phân biệt ấy rút đéo là không, nên tất cả pháp cũng lại là không. Biết như vậy rồi, liền đạt được Tam Ma Địa Như Huyễn. Sau đấy cho đến, có thể tùy, có thể khiến chúng sinh mau chứng được quả gì vô thường chánh đẳng thế giới. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nơi trong chúng hội này có bao nhiêu đại Bồ Tát đạt được Tam Ma Địa Như Huyễn? Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, nơi trong chúng hội này có 60 vị đại sĩ, như Bồ Tát Từ Thị, Bồ Tát Diệu Các Tường, Đồng Chân, vân vân, đều đã mặc áo giáp chạy theo nghĩa bàn, đạt được pháp môn Tam Ma Địa Như Huyễn. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng thưa: Bạch Thế Tôn, trong những thế giới khác cũng có các Bồ Tát đại sĩ đạt được Tam Ma Địa này chăng? Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, về phương Tây cách đây trong các ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc.
Đức Phật nơi cõi ấy hiệu là Vô Lượng Quang, gồm đủ 10 tôn hiệu Như Lai ứng cúng, chánh biến, chánh đẳng, chánh giác, vân vân, hiện đang thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Trong cõi của Đức Phật kia có Bồ Tát tên là Quán Tự Tại và Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này đều đạt được tam muội tam ma địa ấy. Ở trong 7 ngày đêm, về những Bồ Tát khác mà giáo nói pháp môn đó, các vị Bồ Tát nghe rồi cũng đều đạt được tam ma địa như huyễn. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật, Bồ Tát Thôn, tất cả Bồ Tát hiện có trong cõi Phật kia đạt được tam ma địa như huyễn, tức là nhiều hơn ở cõi này. Vì sao? Vì trong cõi Phật này, các vị Bồ Tát đối với Bồ Tát Thời Thị, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đồng Chân đã không chuyên cận, thưa hỏi, lắng nghe, thọ nhận pháp môn như thế, nên ít có người đạt được tam ma địa ấy. Đức Phật khen: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, đúng vậy, đúng vậy. Đúng như ông đã nói, trong cõi Phật kia, tất cả các vị Bồ Tát đều an trụ vào tam ma địa như huyễn, vô lượng vô số, không thể tính đếm. Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng là bạch Phật, bạch Thế Tôn, cuối sinh Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Như Đức Như Lai đã hiện ra tướng thần thông, khiến hai vị đại sĩ nơi cõi của Đức Phật kia đi đến thế giới Ta Bà này, lại khiến cho chúng hội ở đây đều thấy thế giới Cực Lạc, nhìn thấy Đức Vô Lượng Quang, Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao? Vì trong cõi Phật này, các thiện nam thiện nữ nào nếu thấy được Đức Như Lai Vô Lượng Quang, liền có thể phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, mà mỗi đều nguyện sinh về cõi Phật đó, để được pháp bất thoái chuyển nơi quả vị Vô Thượng, chánh đẳng, chánh giác. Lại nữa, nếu hai vị đại sĩ kia đi đến cõi này thì tất cả thiện nam thiện nữ hiện có tu tập theo Bồ Tát Thừa nơi cõi này, thiện căn sẽ tăng trưởng, hoặc lắng nghe hai vị đại sĩ kia thuyết pháp, liền đạt được tam ma địa như huyễn. Bây giờ Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu của Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, liền từ giữa chặng mày phóng ra ánh sáng lớn màu vàng rồng, chiếu sáng khắp 3.000 đại thiên thế giới. Trong đó tất cả núi Tu Di, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Tuyết, núi Tuyết Phật, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, vân vân, cho đến biên vực tận cùng của các thế giới khác. Tất cả núi đá, rừng rậm và những nơi tối tăm, ánh sáng sắc vàng rồng này đều chiếu khắp. Hết thảy ánh sáng của mặt trời, mặt trăng vốn sáng rỡ ở thế gian rộng lớn đã bị hào quang của Đức Phật che khuất, giống như nhãn quang lường xét về vật nhỏ kia. Lúc này, ánh sáng màu vàng rồng của tỏa chiếu khắp 100.000 ức cõi Phật ở phương Tây cho đến thế giới Cực Lạc là trụ sở của Đức Như Lai Vô Lượng Quang. Ánh sáng xoay vòng nhiễu quanh Đức Phật ấy 7 lượt, rồi ở trước Đức Phật bỗng dưng ẩn mất không hiện. Khi đó tất cả Bồ Tát hành tinh hiện có và các loại chúng sinh ở thế giới Cực Lạc đương theo ánh sáng trước thể đều tới thế giới Ta Bà, còn lại chúng Bồ Tát thanh văn đang vây quanh Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, giống như xem quả ma lật trong lòng bàn tay, đều sinh tâm hoan hỷ, vui thích hiện. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bây giờ các đại Bồ Tát Bí So, Bí So Ni, Ư Bạch Tát, Ư Bà Di, Phạm Vương Đế Thích, Hồ Thế, Tứ Vương, tám bộ chúng trời đồng và xóa cả tất cả Atula, Kalola, Khornala, Ma Hồ, La Già, Nhân và Phi Nhân trong pháp hội của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Ở thế giới Ta Bà này, đều trông thấy thế giới Cực Lạc và chúng đại Bồ Tát thanh văn đang vây quanh Đức Như Lai Vô Lượng Quang dưới ánh mắt, dưới ánh sáng rực rỡ như núi diệu cao tỏa chiếu khắp cõi ấy. Như người mắt sáng trong khoảng một tầm nhìn thấy rõ diện mạo của người khác, không hề mệt nhọc. Cõi này và cõi kia cùng trông thấy nhau cũng lại như vậy. Khi ấy chúng hội ở đây được thấy Đức Phật Vô Lượng Quang cùng vô số trong ngàn ức sự việc trang nghiêm công đức viên mãn ở thế giới đó rồi, đều sinh tâm vui mừng thích thú, liền niệm: Nam Mô Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Lúc niệm danh hiệu này, trong chúng hội có 84.000 chúng sinh cùng phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, nhờ thiện căn này nên sẽ được sinh về thế giới Cực Lạc. Bây giờ tất cả đại chúng Bồ Tát thanh văn hiện có ở thế giới Cực Lạc lại sinh tâm hy hữu, chắp tay cung kính từ xa hướng về Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai đảnh lễ lại niệm: Nam Mô Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác.
Khi phát ra lời niệm ấy thì thế giới cực lạc đã hiện đủ 6 cách chấn động. Đó là một chấn động cùng chấn động cấp, hai dao động cùng dao động cấp, ba gõ động cùng gõ động cấp, bốn vọt động cùng vọt động cấp, năm nổ động cùng nổ động cấp, sáu gầm động cùng gầm động cấp. Hiện tướng như vậy rồi thì trong chúng hội kia, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng thưa với Đức Như Lai vô lượng quang: thật là hy hữu thưa Thế Tôn, thật là hy hữu thưa bậc thiện tệ, tất cả danh tự của Như Lai, của Đức Như Lai, Thích Ca Mâu Ni kia chỉ xưng niệm trong một khoảng này đã có thể khiến cho đại địa hiện đủ 6 cách chấn động. Đức Phật vô lượng quang bảo: này Thiện Nam, không những chỉ vào lúc xưng tán danh hiệu của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni nơi cõi Phật này đã hiện bày các tướng như vậy, mà trong vô lượng các cõi Phật khác cũng đều xưng tán danh hiệu của Đức Phật đó, để mong được tiếp xúc với hào quang của Đức Phật ấy. Mỗi mỗi cõi đều hiện đủ 6 cách chấn động. Trong cõi Phật này, vô lượng vô số loại chúng sinh đã được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni ấy rồi, thì tiền căn được tăng trưởng. Đại Phật bắt nói chuyện đối với đạo quả Bồ Đề vô thượng. Lại nữa, chư vị Bồ Tát trong chúng hội kia có 40 ức vị được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, rồi đều khởi loa nguyện này, tập hợp tất cả các tiền căn hiện có để hồi hướng đến qua vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức thời Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí cùng đến trước chỗ Đức Như Lai vô lượng quang, để lễ nơi chân Phật cung kính chiêm ngưỡng, đối qua một bên đội thừa. Bạch Thế Tôn: Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni kia trước đại phóng ra hào quang tự xưa chưa từng thấy, rất là hy hữu. Vì nhân duyên gì mà hiện ra tướng ánh sáng ấy? Nếu không có nhân duyên thì Đức Phật Thế Tôn ấy đã không phóng ra ánh sáng, vân vân. Sự việc đó như thế nào, xin Phật giảng nói rõ. Đức Phật vô lượng quang bảo: nay Thiện Nam, đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã nói, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra hào quang, chẳng phải là không có nhân duyên. Đức Thế Tôn ấy sắp giảng nói về pháp môn Bồ Tát an trụ tam a địa bảo tối thượng, về nhằm thuyết pháp nên trước tiên hiện ra tướng như thế. Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đại Thế Chí, là bạch Phật vô lượng quang: bạch Thế Tôn, chúng con hiện nay muốn đi đến thế giới Ta Bà để chiêm ngưỡng đảnh lễ thân cận Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác để nghe thuyết pháp. Cuối xin Đức Phật rủ lòng thương xót cho phép. Đức Phật vô lượng quang dạy: này các Thiện Nam, các ông nên đi, nay thật là đúng lúc. Các ông nên đi đến lắng nghe Đức Thế Tôn kia giảng nói pháp chánh yếu và nhớ chuyển lời cho ta thăm hỏi. Lúc này hai vị Bồ Tát được Đức Phật vô lượng quang chấp thuận đứng ở trong chúng đại Bồ Tát nhìn 84 ức Bồ Tát và nói: này các Thiện Nam, hiện tại chúng ta nên đi đến thế giới Ta Bà để chiêm ngưỡng đảnh lễ thân cận Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni để nghe thuyết pháp. Vì sao? Vì Đức Phật Thế Tôn kia thật là vô cùng hy hữu, có thể thực hành những việc khó làm, từ bỏ cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, thích tổ trụ trong thế giới Ta Bà, là cõi uế trược xấu ác, dùng nguyện lực đại bi để giáo hóa chúng sinh. Các chúng sinh nơi cõi ấy phần nhiều giải khỏi sự tinh hiểu thấp kém, đầy những phiền não của nghiệp như tham sân si vân vân. Nhưng Đức Thế Tôn đã có thể ở trong đó thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đó là việc khó làm, chư vị phải nên theo ta đi đến thế giới ấy. Các Bồ Tát đều hoan hỷ thuận theo. Là nữa, trong chúng hội còn có các vị đại thanh văn cùng bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả danh tự hiện có của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni kia. Nếu người chỉ mới nghe qua còn được sự lợi ích tốt đẹp, huống hồ là tự mình đi đến đó, đứng trước Đức Thế Tôn, chiêm ngưỡng đảnh lễ với nhục nhã thanh tịnh, chúng con muốn đi xin Đức Phật cho phép. Đức Phật nói: chư vị nên đi, nó chính là đúng lúc. Lúc này 84 ức Bồ Tát và các vị đại thanh văn cung kính với quán Bồ Tát Quán Tự Tại và Bồ Tát Đại Thế Chí cùng đi đến thế giới Ta Bà. Khi đại chúng Bồ Tát khởi hành theo chỗ ứng hợp ấy, liền vận dụng thần thông hóa hiện những hình tướng kỳ diệu. Bây giờ 84 ức Bồ Tát mỗi mỗi vị đều hóa ra 84 ức lầu khác thù thắng vi diệu, mà mỗi lầu khác cả 12 giới tuần gồm 8 giới tuần, bốn phương bốn góc đều hiện bày đầy đủ sự đẹp đẽ. Các lầu khác ấy có thứ dùng bảy báu là vàng bạc và lưu ly,
phễ chi ca xích châu mã não hổ phách tạo thành. Có thứ dùng vàng bạc tạo thành, có loại dùng vàng bạc phễ lưu ly tạo thành, có loại dùng vàng bạc phễ lưu ly mã não tạo thành, có loại thì dùng vàng bạc phễ lưu ly mã não phải chi ca tạo thành, có thứ thì dùng vàng bạc phễ lưu ly phải chi ca hổ phách xích châu tạo thành, có thứ dùng các hương xích chiến đàn, hương long thật chiến đàn, hương trầm thủy chiến đàn tạo thành, có loại thì dùng các hương chiến đàn phi diệu để tạo thành, có thứ dùng hoa ưa bát la, hoa bát nột ma, hoa câu mẫu đà, hoa bôn na lợi ca tạo thành, có thứ dùng hoa tu ma na, hoa bà lợi sư ca, hoa chim ba na, hoa ba trá la, hoa a mề a đề mục đà ca tạo thành, có thứ dùng hoa đà nổ sắc ca tạo thành, có thứ dùng hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la tạo thành, có thứ dùng hoa mạng thù sa, hoa ma ha mạng thù sa, hoa lỗ tả, hoa ma ha lỗ tả, hoa tác ngật la, hoa ma ha tác ngật la, hoa tô ma tỳ tác ngật la, hoa ma ha tô la tỳ tác ngật la, hoa tán nại la, hoa ma ha tán nại la, hoa tỳ hoa tô la tỳ tán nại la, hoa tán nột lô đát ma, hoa tác ta la, hoa ma ha tác ta la, hoa tô la tỳ tác ta la, vân vân, cùng tạo thành. Có lầu gác cùng tất cả các thứ hoa phi diệu trang nghiêm để tạo thành, có lầu gác thì dùng vô số âm, vô số trăm ngàn sắc tướng thù thắng phi diệu trang nghiêm để tạo thành. Trong mà mỗi lầu gác như thế đều hiện ra tám dạng bốn ngàn ánh sáng thanh tịnh. Kinh như huyện Tam Ma Địa, vô lượng ấn pháp môn quyển trung. Lại nữa, xung quanh mỗi lầu gác kia hoặc có tiên nữ cầm các thứ nhạc cụ như đàn tỳ bà, kèn, đàn cầm, ống tiêu, đàn không hầu, loa trống, trống nhỏ, bản vân vân, tạo ra âm nhạc phi diệu. Hoặc có thiên nữ bưng bột hương trên đàn. Hoặc có thiên nữ bưng bột hương rồng thật trên đàn. Hoặc có thiên nữ bưng bột hương trầm thủy trên đàn. Hoặc có thiên nữ bưng bột hương sắc trầm trên đàn. Hoặc có thiên nữ bưng bột hương cùng các thứ trên đàn chi diệu. Hoặc có thiên nữ cầm hoa ở bất lệ, hoa câu mẫu đà, hoa bôn na loa lợi. Hoặc có thiên nữ cầm hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la. Hoặc có thiên nữ cầm hoa bá lỗ sa ca, hoa ma ha bá lỗ sa ca. Hoặc có thiên nữ cầm hoa mạng thù sa, hoa ma ha mạng thù sa. Hoặc có thiên nữ cầm hoa lỗ tả, hoa ma ha lỗ tả. Hoặc có thiên nữ cầm hoa tác ngật la, hoa ma ha tác ngật la, hoa tai mãn đa tác ngật la, hoa tô lỗ tức la tác ngật la. Hoặc có thiên nữ cầm hoa tán nại la, hoa ma ha tán nại la, hoa tô lỗ tức la tán nại la. Hoặc có thiên nữ cầm hoa tác tha la, hoa ma ha tác tha la, hoa tô lỗ tức la tác tha la. Hoặc có thiên nữ bưng thiên y và hương hoa hương phi diệu, các thứ hương bột hương xoa vân vân, tùy theo chỗ mà đứng. Trong mỗi lầu gác kia đều có tòa sư tử lớn, làm bằng các thứ báu đẹp quý trang nghiêm, hóa ra hình tượng Đức Như Lai an trụ trên đó, đầy đủ 32 tướng trang nghiêm. Lại nữa, trong mỗi lầu gác ấy, hóa ra 8 dạng 4.000 chú ánh lạc châu, chân châu, gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng, trắng. Lại nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra 8 dạng 4.000 cờ báu đẹp đẽ thù thắng, dùng các linh bằng vàng tạo thành lưới dân phủ trên đó, áo trời rủ xuống làm tăng thêm sự tươi đẹp. Lần nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra 8 dạng 4.000 bình báu để các hương thơm quý. Lần nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra 8 dạng 4.000 lọng báu thường diệu, dùng trăm ngàn thứ tiêu vẽ rực rỡ, đẹp đẽ hết mực để tô điểm. Lần nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra 8 dạng 4.000 hàng cây đa la và 8 dạng 4.000 hàng cây bằng bảy báu, mỗi mối đều dùng dây báu đang chéo nhau. Là nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra 8 vạn 4.000 chuông nhỏ treo theo lưới báu, gió nhẹ thổi lộng phát ra âm thanh hòa nhã, giống như trong ngàn từ tiếng âm nhạc vi diệu. Là nữa, trong mỗi lầu gác hóa ra ao báu, ao ấy dùng thuần là cát vàng trải dưới đáy, ranh giới đường đi đều bằng bảy báu, lưu ly thủy tinh trang hoàng cùng khắp nẻo chốn. Trong ao luôn đầy ấp nước
cùng đủ tám thứ công đức, là có các loại hoa ưa bất la, bát nột ma, câu bổ đề, buôn na lợi ca, vân vân. Trong ao lại còn có các loại chim lạ như chim phù, nhạn, uyên ương, vân vân, luôn cùng hót vang. Có tấm vàng 4.000 hàng cây báu, phía diệu bao quanh vòng cấp. Phía trên dùng tấm vàng 4.000 giấy báu đang chéo để tạo vẻ đẹp. Là nữa trong mỗi lần ghép phát ra ánh sáng lớn tỏa chiếu, rồi đến tấm vàng 4.000 do tuần. Bây giờ là Bồ Tát Quán Tự Tại, là Bồ Tát Đại Thế Chí và các chúng Bồ Tát kia là đến thế giới Ta Bà rồi. Dùng tất cả lầu các trang nghiêm thù thắng vi diệu ấy cùng một lúc đặt trong một lầu các, nhưng các sự việc trang nghiêm kia không hề làm chướng ngại nhau. Vì những người lực sĩ trong khoảnh khắc co giữa cánh tay chứ vị Bồ Tát kia liền đến thế giới Ta Bà. Các Bồ Tát dùng diệu lực nơi thần thông hiện ra 84 ức lầu các thù thắng vi diệu, có đủ công đức trang nghiêm đặt trong pháp hội của Đức Phật, như chỗ ấn hợp theo uy lực của thần thông, khiến cho đất hệ thế giới Ta Bà này bằng phẳng như lòng bàn tay, mà trong chúng hội của Đức Phật cũng không hề chật hẹp. Các lầu gác này phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Lúc đó hai vị Bồ Tát Quán Tự Tại và Đại Thế Chí đến trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ sát chân nhớ quanh theo bên phải 3 vòng, rồi đứng qua một bên bạch Phật, bạch Thế Tôn. Đức Như Lai vô lượng quang ứng cúng chánh đẳng chánh giác, có lời vấn an Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ít bệnh ít phiền não, đi đứng luôn dễ dàng, sự hành hóa có an lạc chăng? Hai vị Bồ Tát lại thưa bạch Thế Tôn, hàng Bồ Tát Thanh Văn chúng con ở thế giới Cực Lạc đã trông thấy Đức Phật Thế Tôn, nên đến đây để được chiêm ngưỡng hầu cận. Khi ấy trong pháp hội của Đức Phật ở thế giới Ta Bà, tất cả đại chúng Bồ Tát Thanh Văn là thấy thế giới trở nên thanh tịnh, trang nghiêm đẹp đẽ, dùng cùng vô số lầu các rộng lớn. Ấy rồi đều khởi niệm, Đức Như Lai vì sao hiện ra oai lực ấy mà có thể khiến cho các đại Bồ Tát kia đi đánh cõi này. Bây giờ Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, do theo hai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật thưa, thật là hy hữu thưa Thế Tôn, thật là hy hữu thưa Bậc Thiện Thệ, này ở thế giới Ta Bà này hiện ra lầu gác trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đó là diệu lực từ oai thần của Đức Như Lai, hay là do oai lực của hai vị Bồ Tát kia đã biến hóa, của sinh Phật dạ nói rõ. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, chẳng phải là diệu lực nơi oai thần của Như Lai, mà đó là oai lực của hai vị Đại Bồ Tát Quán Tự Tại và Đại Thế Chí đã hóa hiện ra các hình tướng ấy. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng là bạch Phật, thật là hy hữu thưa Thế Tôn, thật là hy hữu thưa Bậc Thiện Thệ, hai vị đại sĩ này đã đạt được nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn, thiện căn thanh tịnh trong lành nên mới có thể hiện bày oai lực thần thông ấy. Đức Phật khen, này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, đúng vậy, như ông đã nói, hai vị đại sĩ này đã ở trong hàng vô số trăm ngàn ức kiếp tích tập thiện căn thanh tịnh trong lành, lại đã đạt được pháp môn Tam Ma Địa Như Huyễn, nên từ trong pháp môn ấy có thể hiện bày vô số sắc tướng và thần thông như vậy. Là nữa này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, hãy gác việc này lại, ông nhìn về phương đông thử xem có tướng gì. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng vâng theo lời dạy của Phật, liền dùng thiên nhãn thanh tịnh vô ngại nhìn thấy trong hàng hà sa số cõi Phật ở phương đông có hàng hà sa số chư Phật Thế Tôn. Trước mỗi đức Thế Tôn kia đều có Đại Bồ Tát Quán Tự Tại và Đại Bồ Tát Đại Thế Chí đảnh lễ sát chân Phật để nghe pháp và thưa, Đức Như Lai vô lượng quang ứng cúng chánh đẳng chánh giác, có lời vấn an Đức Thế Tôn, ít bệnh ít phiền não đi đứng luôn dễ dàng, sự hành hóa được an lạc chăng? Lại tới vô lượng lầu các báu rộng lớn trang nghiêm đẹp đẽ, như vậy phương nam tây bắc bốn hướng, phương trên dưới mọi mỏ đều thấy hàng hà sa số của Phật, trong ấy có hàng hà sa số cho Phật Thế Tôn. Trước mỗi mỗi Đức Phật kia đều có hai vị đại sĩ, đảnh lễ sát chân Phật để nghe pháp và thưa, Đức Như Lai vô lượng quang ứng cúng chánh đẳng chánh giác, có lời vấn an Đức Thế Tôn, ít bệnh ít phiền não đi đứng luôn dễ dàng, sự hành hóa được an lạc chân. Lại thấy vô lượng lầu gác báu rộng lớn trang nghiêm đẹp đẽ, Bồ Tát Thắng Hoa Tạng đồng thấy các hình tướng ấy rồi là bạch Phật, thật là hy hữu thưa Thế Tôn, thật là hy hữu thưa Bậc Thiện Thệ, hai vị đại sĩ này đã thực sự đạt được pháp môn Tam Ma Địa Như Huyễn tối thắng,
là có thể ở trong cõi của chư Phật nơi mười phương, đều hiện thân hiếu hoa lực thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ, Đức Thế Tôn quan sát chúng hội như chỗ ứng hiện thần thông tích hợp, tức thời tất cả đại chúng trong Pháp hội nhờ chịu lực tổ hai thần của Phật đều giống như Bồ Tát Tán Hoa Tạng, cũng có thể thấy khắp mười phương thế giới như hằng hà sa số cõi của nước của chư Phật kia. Trong ấy, trước chư Phật Thế Tôn đều có hai vị đại sĩ đang hành lễ sát chân Phật, cho đến cũng thấy rõ vô số lầu các báu. Khi chúng hội này thấy các hình tượng ấy, thì có 3.000, 3.000, 2.000 chúng sinh phát tâm, còn đạo quả do thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Bồ Tát Tán Hoa Tạng là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, hai vị đại sĩ đã ở trụ xứ của chư Phật, nào phát tâm cầu quả vị Bồ Đề chư thượng, thời gian phát tâm lâu mau ra sao? Đức Phật Như Lai kia danh hiệu là gì của sinh chúng Thế Tôn, và nói rõ khiến cho các vị Bồ Tát khác nhận biết về chỗ tu tập của chư vị, để theo đấy mà hành hóa, rồi đạt được hạnh nguyện viên mãn rốt ráo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tán Hoa Tạng: ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, nay ta vì ông mà giảng nói. Bồ Tát Tán Hoa Tạng cũng kính tọa giáo lắng nghe. Đức Phật dạy: này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, về thời quá khứ xa xưa, cách nay vô số á tăng kỳ kiếp, không thể tính kể. Bây giờ có thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Bảo Trang Nghiêm Phổ Hiện Diệu Lạc. Đức Phật ra đời nơi cõi ấy, hiệu là Sư Tổ Vô Hí Kim Quang Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Tất cả công đức hiện có, và những sự việc trang nghiêm trong cõi Phật đó là vô lượng vô biên. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, ý ông nghĩ thế nào? Tất cả công đức trang nghiêm hiện có nơi thế giới cực lạc của Đức Như Lai, vô lượng quan ứng cúng chánh đẳng chánh giác kia là nhiều chăng? Bồ Tát Tán Hoa Tạng đáp: rất nhiều, thưa Thế Tôn, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Đức Phật dạy: này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, ta dùng ví dụ để được nêu rõ về ý nghĩa này. Ví như có người lấy một sợi lông chia làm trăm phần, rồi đem một phần nhỏ ấy nhúng vào trong biển cả để lấy một giọt nước. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, ý ông nghĩ thế nào? Nước nơi đầu sợi lông kia là nhiều chăng, hay nước còn lại nơi biển cả là nhiều? Bồ Tát Tán Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nước nơi đầu sợi lông là rất ít, mà nước còn lại nơi biển cả thì sâu rộng vô lượng. Đức Phật dạy: này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, này ông nên biết, tất cả công đức hiện có và những sự việc trang nghiêm ở thế giới cực lạc của Đức Như Lai vô lượng qua như nước ở nơi đầu sợi lông. Còn tất cả công đức hiện có và những sự việc trang nghiêm ở thế giới vô lượng công đức bảo trang nghiêm phổ hiện diệu lạc của Đức Như Lai Sư Tổ Vô Hí Kim Quang Vương thì như nước nơi biển cả. Lại nữa, tất cả chúng Bồ Tát Thanh Văn trong Pháp hội của Đức Như Lai Sư Tổ Vô Hí Kim Quang Vương so với chúng Bồ Tát Thanh Văn trong Pháp hội của Đức Như Lai vô lượng quang thì nhiều gấp 100.000 lần. Đức Phật Thế Tôn kia theo chỗ thích hợp diện nói giáo pháp Na Ba Thừa: này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, nói tóm lại tất cả công đức trang nghiêm hiện có và sự việc diệu lạc trong cõi của Đức Như Lai Sư Tử Du Hí Kim Quang Vương kia, giả sử ta ở trong hàng hà xa số kiếp rộng dùng biện tài cũng không thể nào bày hết số lượng đó. Là nữa này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, trong pháp của Đức Như Lai Sư Tử Du Hí Kim Quang Vương kia có vị vua tên là Thắng Oai, thống lãnh 1.000 thế giới, rộng lớn giàu có tự tại, luôn được tôn quý, dùng chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Chỗ thọ dụng của nhà vua có 7 dạng 6.000 giường rừng tối thượng. Các người con của vua mỗi vị đều có 1 dạng giường rừng thọ dụng. Bồ Tát Tán Hoa Tạng bạch Phật: bạch Thế Tôn, trong cõi nước của Đức Phật ấy có người nữ không? Đức Phật nói: không có. Này Thiện Nam, trong cõi nước của Đức Phật kia hãy còn không có tên gọi của người nữ để có thể nghe, huống hồ là có người nữ. Người sinh vào cõi ấy đều là hóa sinh, thanh tịnh, trong lành, cùng tu phạm hạnh. Tất cả chúng sinh ở đó đều dùng pháp hỷ, thiền duyệt, làm thức ăn, không thọ dụng theo lối đoàn tục thô xấu.
Này Bồ Tát Tán Hóa Tạng, vị vua này cùng với các người con ở trong 84.000 ức năm luôn tôn trọng cúng dường Đức Như Lai Sư Tử Chư Hí Kim Quang Vương. Đức Phật Thế Tôn kia biết rõ thâm tâm của nhà vua, đã giác khởi niềm tin thanh tịnh, rồi liền vì ông ta mà giảng nói pháp môn thiện xảo vô lượng ấn. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, những gì gọi là pháp môn thiện xảo vô lượng ấn, đó là các đại Bồ Tát phát khởi các hạnh chưa từng ở trong pháp hạn lượng mà có sự mong cầu. Vì sao? Vì các Bồ Tát hành bố thí vô lượng, trì giới vô lượng, nhỏ nhục vô lượng, tinh tấn vô lượng, thịnh định vô lượng, trí tuệ vô lượng, ở trong vô lượng sinh tử, luôn thương xót tùy thuận hội nhập trong vô lượng chúng sinh, vô lượng cõi nước trang nghiêm, vô lượng thanh văn trang nghiêm, vô lượng sắc tướng được thành tựu đầy đủ, vô lượng âm thanh và vô lượng biện tài. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, các Bồ Tát tâm trí chỉ mới phát tâm giới thiện căn hiện có hay còn khởi lên tâm tôn trọng, tâm rộng lớn vô lượng, hồi hướng cho tất cả, huống hồ lại tích tập vô lượng hạnh nguyện, hồi hướng rộng khắp cho tất cả chúng sinh, khiến họ đều chứng pháp vô sinh, nhờ Đức Phật Niết Bàn mà được Niết Bàn. Này Thị Nam, đây gọi là hồi hướng vô lượng, vì dùng hồi hướng ấy, tức không vô tướng, vô nguyện đều là vô lượng, chân như thực tế pháp giới cũng lại là vô lượng, giải thoát vô sinh, liền mọi trói buộc chấp vướng. Này Thị Nam, nói tóm lại, nghĩa vô lượng tức tất cả các pháp là vô lượng. Vì sao nói tất cả các pháp là vô lượng? Vì tất cả các pháp không sinh không diệt, nên gọi là vô lượng. Nếu pháp là vô lượng, tức là không sinh không diệt. Nếu pháp không sinh không diệt, tức là vô lượng, đó gọi là pháp môn vô lượng ấn. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, Đức Như Lai Sư Tử Chư Hí Kim Quang Vương thuở đó, đã vì nhà vua Tán Oai kia giảng nói về pháp môn thiện xảo vô lượng ấn như vậy, khiến vua đối với tất cả các pháp được thông tỏ. Lại nữa, này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, vị vua Tán Oai kia ở trong giáo pháp của Phật tu hành thiền định, sau đó vào một lúc an trú trong thiền định, bỗng nhiên hai bên không phải và trái của nhà vua hiện ra hai hoa sen tươi đẹp, khả ái thanh tịnh giống như hương chiên đàn rộng thật, và từ trong hai hoa đó sinh ra hai đồng tử ngồi kiết già. Nhà vua thấy vậy thì khen ngợi là điều chưa từng có, liền hướng về hai đồng tử nói kệ: Ngươi hoặc là trời, hoặc là rồng, hay là loài giả xoa la sát, hoặc nhân phi nhân, hoặc thần tiên, các ngươi tên gì cho ta biết. Đồng tử sinh từ hông bên phải liền nói kệ đáp: Ở trong tánh tất cả pháp không, ông nay hỏi tôi danh tự gì, nhưng cái pháp kia vốn không tên, vì sao dùng tên để mà hỏi? Trong pháp tánh không, chẳng trời rồng, cũng không loài giả xoa la sát, nhân cùng phi nhân hoặc thần tiên, bình đẳng tất cả không sở hữu. Đồng tử sinh từ hông bên phải cũng nói kệ đáp vua: Danh cùng thể, cả hai đều không, chủ thể đối tượng đều không có. Ở trong tất cả pháp vô danh, chỉ tạm dùng danh mà biểu thị. Nên biết tự tánh danh chân thật, trong ấy không thấy cũng không nghe, xưa nay không diệt lại không sinh, vì sao lại dùng danh để hỏi? Mọi sự tạo tác danh hiện có, đã dùng giả danh để biểu thị, thế nên tôi nay cũng giả danh. Một tên Bảo Nghiêm, hai Bảo Thượng. Hai đồng tử nói kệ rồi, nhờ dự lực nói căn lành từ đời trước, nên có được năm thần thông, liền cùng với vua Tán Oai đi đến chỗ Đức Như Lai Sư Tử Chư Hí Kim Quang Vương, cung kính đảnh lễ sát chân Phật, nhảy quanh theo bên phải ba vòng, rồi lui ra đứng qua một bên. Hai đồng tử lại chắp tay hướng về Đức Phật cùng nói kệ: Con này nên dùng những vật gì cúng dường chánh giác nhị túc tôn? Việc này xin Phật khai tâm con. Khiến con nghe rồi tâm an định, nơi con không hoa cũng không hương, không thức ăn uống và y phục, phẩm vật thường diệu cũng đều không, nên cúng dường gì bậc tối thắng? Bây giờ Đức Phật và hai đồng tử nói kệ: Nếu có thể phát tâm Bồ Đề, trọng vì chúng sinh tạo lợi lạc, đó chính là cúng dường đích thật bậc chánh giác 32 tướng. Nếu người dùng hằng hà sa kia đều là số lượng như cõi chư Phật,
dùng các diệu hương đầy khắp chốn cúng dường Thế Tôn đấng cứu đời. Nếu người chí tâm chỉ chắp tay phát khởi tâm bồ đề vô thượng, nghĩa đạt được môn phước thắng gấp nhiều hơn trước không hạn lượng. Khác đấy sao gọi cúng dường Phật, khác đấy sao gọi nương dựa hơn. Nếu người phát khởi tâm bồ đề, ta nói đó là bậc thượng trí. Kinh Như Huyện Tam A Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn, quyển hạ. Lần nữa này, Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, bây giờ hai vị đồng tử lại hướng về Đức Phật Thế Tôn, nói kệ. Năng nhân gầm tiếng đại sư tử, tất cả trời người được nghe phát cấp. Chúng con nơi đối trước Thế Tôn, đều phát nguyện tối thượng thành Phật, thành thật. Chúng con cho đến đời vị lai, nguyện nếu hành hóa trải nhiều kiếp, thuận nhập trong luân hồi sinh tử, cứu độ cho số loài chúng sinh. Chúng con hôm nay nhờ chuyên này, tận đời vị lai đều nhớ nghĩ, vì là lạc khắp các chúng sinh, nơi vô biên kiếp hành tinh tấn. Chúng con từ hôm nay về sau, chức hẳn tham sân si các uế, hiện tại Phật Thế Tôn mười phương, chứng minh lời con không hư dối. Chúng con nay phát tâm bồ đề, không thích quả thanh văn chuyên giác. Chúng con nếu có thích tâm nhỏ, nhất định chưa cảm quả nói dối. Con đã không thích quả nhị thừa, chỉ dùng tâm bi vì chúng sinh, đã qua trong vô số kiếp, nguyện luôn thực hành không biến giác. Như Phật Thế Tôn đã thành tựu, ứng hợp cõi Phật rộng trang nghiêm, con nguyện vị lai sẽ thành Phật, còn nước gấp bội số dạng ức, là nguyện trong cõi Phật vị lai, không có chúng thanh văn chuyên giác, thuần là chúng Bồ Tát trang nghiêm, rộng tập vô lượng với trí tuệ, có nguyện được sự trang nghiêm ấy, sẽ khiến các chúng sinh lìa cấu uế. Từ nơi Pháp chư Phật sinh ra, khiến sẽ trì khắp Pháp tạng Phật. Hôm nay, những điều con đã nói, chân thật không hư vọng riêng khác, nguyện biển cả này và sông núi, cho đến đại địa đều chấn động, nên khi phát lời nguyện như vậy, tới thời đại địa đều chấn động, âm nhạc không tấu tự nhiên vang, phát âm vi diệu khắp mười phương. Trời mưa các hương hoa vi diệu, tôi đẹp trang nghiêm thật khả ái, trăm ngàn vạn ức thiên y đẹp, tung rải lớp lớp khắp mọi chỗ. Khi ấy hai đồng tử kia đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, ý ông nghĩ thế nào vì vua Thắng Hoa Hoài? Tôi ấy đâu phải là người nào lạ, đó chính là Đức Như Lai, vô lượng quang, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Có đồng tử bảo nghiêm thời ấy, nay là Đại Bồ Tát, Quán Tự Tại. Đồng tử bảo thượng, đó là Đại Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này ở chỗ Đức Như Lai, sư tử chú ý Kim Quang Vương kia, bắt đầu phát tâm cầu quả vị, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn, hai vị đại sĩ này rất là hi hữu, danh tự khó có, thể được nghe. Như vậy mà lại đầy đủ sự tinh hiểu sâu xa, chỗ phát tâm bồ đề không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, hai vị đại sĩ này vào đời tiếp sau của Đức Như Lai sư tử vô ý Kim Quang Vương là cúng dường bao nhiêu chư Phật? Đức Phật dạy ở này thì nam, tất cả các của sông Hằng hãy còn có thể biết được về số lượng tận cùng đó. Còn hai vị đại sĩ này, do đời kiếp sau Đức Phật kia, đã cúng dường chư Phật Như Lai, thì ta cũng không thể nhận biết về số lượng tận cùng ấy. Vì sao? Vì hai vị đại sĩ đều đã mặc áo giáp không thể nghĩ bàn, là đủ vô lượng công đức thù thắng, cho nên không thể nhận biết về số lượng tận cùng ấy. Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế giới vô lượng công đức bảo trang nghiêm, phổ hiện diệu lạc kia, ở về phương nào? Đức Phật dạy, này thì năm, thế giới cực lạc hiện ở về phương Tây của thế giới này, thuở xa xưa tức là thế giới vô lượng công đức bảo trang nghiêm, phổ hiện diệu lạc. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, hai vị đại sĩ này cho đến lúc nào thì thành tựu được đạo quả, bồ đề vô thượng, sẽ đạt được những công đức gì để trang nghiêm cõi Phật? Tâm an của Đức Phật ấy là bao nhiêu? Là có bao nhiêu chúng Bồ Tát cuối sinh Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thương xót tạo lợi lạc cho khắp tất cả hàng trời người nơi thế gian,
Bây giờ nói rõ về hai vị đại sĩ này. Sự việc sẽ thành tựu quả vị Phật Đà, khiến cho chư vị Bồ Tát khác nghe rồi đều có thể thực hiện đại nguyện viên mãn. Đức Phật dạy, này Bồ Tát Thánh Hoa Tạng, ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ. Nay ta vì ông mà giảng nói. Bồ Tát Thánh Hoa Tạng hoan hỷ thọ giáo lắng nghe. Đức Phật dạy, này thiện nam, nên biết thọ mạng của Đức Như Lai vô lượng quang ở phương Tây là vô lượng không thể tính đếm. Nhờ sự trong vô số ức trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết về số lượng tận cùng ấy. Chánh pháp của Đức Phật kia trụ ở đời là 84.000 kiếp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các chúng sinh nhờ diệu lực của căn lành cũng được gặp Đức Phật các ra đời. Các vị Bồ Tát an trụ nơi tam muội niệm Phật thường được thấy Đức Như Lai trong định không. Nay thiện nam, lại nữa sau thời Đức Như Lai vô lượng quang nhập Niết Bàn trụ thuyết pháp kia với bảy báo trang nghiêm, hàng cây hoa sen phi diệu, tự nhiên diệu nói pháp âm nhiệm màu, trải qua một đêm đến khi trời sáng. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại liền ở nơi cội Bồ Đề do các báo trang nghiêm an trụ nơi tòa đó, thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu. Như Lai ứng cúng chỉ biến trì minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạ vô thượng sĩ đều ngự trùng vô tình nhân sư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát Thánh Hoa Tạng, những sự việc về công đức trang nghiêm của cõi Phật kia, giả sử ta ở trong hàng hà xa số kiếp, khéo dùng ngôn từ ví dụ cũng không thể nói được một phần nhỏ. Lại đỡ này thì nam, công đức trang nghiêm của cõi Phật ấy là như vậy, nó đem công đức so trang nghiêm nơi cõi của Đức An Như Lai sư tổ Vô Hí Kim Quang Vương. Để so sánh nó thì trăm phần trước không bằng một, ngàn phần trăm ngàn phần cũng không bằng một. Nếu đem ví dụ tính toán cũng không thể so lường được. Lại nữa, trong cõi kia không có tên gọi và thanh văn duyên giác, chỉ thường là chúng đại Bồ Tát thanh tịnh. Lại nữa này thì nam, tóm lại tất cả chúng thanh văn duyên giác và Bồ Tát trong pháp hội của Đức Như Lai vô lượng quang tập hợp lại, so sánh về chúng Bồ Tát trong pháp hội của Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương, thì chúng Bồ Tát này cũng lại gấp bội. Thọ mạng của Đức Phật đó là 96 ức vô số trăm ngàn kiếp, chánh pháp trụ ở đời 60 ức kiếp. Bồ Tát Thánh Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế giới của Đức Phật kia cũng có tên là Cực Lạc Giang. Đức Phật nói: Không phải vậy, này thiện nam, thế giới đó tên là Chúng Bảo Phổ Nghiêm. Đức Như Lai kia tùy chỗ ứng hợp với chúng sinh mà tạo nhiều lợi lạc. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong pháp hội ấy, tùy theo thọ mạng của Phật mà trụ ở đời lâu hay mau để phụng sự cúng dường. Sau khi Đức Phật kia nhập Niết Bàn, Bồ Tát đã phụng trì giáo pháp của Phật khiến trụ lâu dài ở trời, cho đến lúc pháp sau cùng sắp diệt. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong cõi ấy đã thành tựu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, hiệu là Thiện Trụ Con Đức Bảo Phong Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu: Như Lai Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Minh Hạnh, Túc, Tiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đường Hữu Trường Vô, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Tất cả công đức và những sự việc trang nghiêm trong cõi Phật đó, chúng Đại Bồ Tát thảy đều đầy đủ. Thọ mạng của Đức Phật ấy và chánh pháp trụ ở đời so với Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương là như nhau, tất cả đều viên mãn, không tăng không giảm. Đức Phật lại bảo Đại Bồ Tát Thánh Hoa Tạng: Này ông nên biết, Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương và Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương về danh hiệu sự việc là như vậy, nếu thiện nam thiện nữ nào mới được nghe qua thì người ấy sẽ đạt được pháp bất thoái chuyển đối với đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Lại nữa này Bồ Tát Thánh Hoa Tạng, nếu thiện nam thiện nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tổ Vô Hí Kim Quang Vương đời quá khứ, Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương và Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương đời Vị Lai, thì tùy theo làng xóm, dòng họ và tất cả người nữ được chuyển thành thân nam trong 40 kiếp, ức kiếp lìa bỏ sinh tử. Sinh ra sẽ được xuất gia thanh tịnh, thường được thấy Phật nghe pháp, hầu cận tăng già, đời đời thọ sinh, luôn đầy đủ trí túc mạng, được pháp tổng trì, biện tài vô ngại, không có chuyện đối với quả vị cho thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Đức Thế Tôn giả nói như vậy, thì trong chúng hội có 96 ức hàng trời người cùng nhau niệm.
quy mạng hết thảy chư Phật nơi ba đời trong mười phương và đời vị lai là Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Các Tường Phong Vương, Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương tập hợp rộng khắp hết thảy chư Phật, tất cả thiện lợi chúng con đều tùy hỷ, chúng con đều dốc phát tâm cầu đạo quả chư thượng chánh đẳng chánh giác. Tức thời chư Phật đều vì chúng hội mà thọ ký, chư vị sẽ được bất thoái chuyển đối với đạo quả Bồ Đề chư thượng. Lúc này trong chúng hội có 7.000 Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, 84 ức chúng sinh xa lìa mọi phiền não cấu uế được pháp nhãn thanh tịnh, 8.000 bí xô không còn gác lậu tâm được giải thoát. Bây giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong pháp hội này, như chỗ ứng hợp đã hiện bày thần thông với những hình tướng như vậy, tất cả chúng hội thấy đều trông thấy. Cùng lúc vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn trong mười phương thấy các hình tướng như vậy và nghe hai vị Bồ Tát nêu rõ hạnh nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật thì cùng tán thán. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai thật là hy hữu đã có thể khiến hồi niệm hai vị Bồ Tát ấy. Chư Phật chúng tôi cũng đều tán thán. Đại Bồ Tát Tán Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Phật đại già nói về kinh điển sâu xa vi diệu như vậy, nếu thì nam thì nữ nào có thể thọ trì độc tụng vì người các già nói rộng khắp thì phước đức đạt được như thế nào? Đức Phật nói: Này thì nam, cho nên hỏi về điều ấy. Vì sao? Vì có những người tinh hiểu thấp kém đối với việc Đức Phật đại giả nói kinh điển sâu xa như thế, không thể phát khởi lòng tin nên ta không nói. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, là trong chúng hội này có những thì nam thì nữ đầy đủ sự tín hiệu sâu xa rộng lớn của sinh Đức Như Lai được nói về công đức thọ trì kinh, làm ánh sáng lớn chiếu soi cho tất cả chúng sinh ở đời sau. Đức Phật dạy nên Bồ Tát Tán Hoa Tạng: Hãy lắng nghe, lắng nghe, nơi ta vì ông mà dạng nói. Bồ Tát Tán Hoa Tạng vui vẻ thọ giáo lắng nghe. Đức Phật dạy: Này thị nam, giả sử như người có uy lực lớn đầy đủ phước đức đều có thể biết rõ về cảnh giới của chúng sinh, phát nguyện như Đức Phật đã dạy là thế giới vô biên, chúng sinh vô biên, tôi có thể đối với tất cả chúng sinh kia đội phát họ trên vai trong qua vô lượng của biên A Tăng kỳ kiếp, lại có thể dùng các món ăn, thức uống, y phục, tất cả niềm vui cung cấp đầy đủ cho họ. Này Bồ Tát Tán Hoa Tạng, ý ông nghĩ thế nào? Người này nhờ do dân ấy nên phước đạt được là nhiều chăng? Bồ Tát Tán Hoa Tạng bạch Phật: Rất nhiều, thưa Thế Tôn. Nếu có người chỉ trong một khoảnh khắc đối với tất cả chúng sinh khởi lên tâm từ, hãy còn được nhiều phước đức, huống nữa là làm được sự việc như vậy. Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng, ta đã nói thật với ông, nếu có thiện nam thiện nữ nào đối với kinh điển sâu xa này tự mình sinh lòng tin, lại khuyến khích người khác sinh lòng tin, thì phước đức đạt được nhiều gấp bội so với trước. Lại nữa, nếu có người nào đối với kinh điển thâm diệu này có thể thọ trì độc tụng vì người khác giảng nói rộng, thì nên biết người ấy dùng tâm Bồ Đề làm chỗ nương tựa. Đại Bồ Tát Tán Hoa Tạng là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đã thuyết giảng kinh điển thâm diệu như vậy, hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, con xin sẽ thọ trì độc tụng vì người khác giảng nói rộng, ban bố cùng khắp, khiến không hề đoạn tuyệt. Khi Bồ Tát Tán Hoa Tạng nói lời ấy, trong chúng hội có 96 ức Bồ Tát cùng thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con đối với kinh điển sâu xa vi diệu mà Phật đã thuyết giảng cũng sẽ thọ trì độc tụng vì người khác giảng nói rộng khắp. Lúc này Đại Phạm Thiên Vương, chủ thế giới Ta Bà, Thiên Chủ Đế Thích, Hộ Tế Tứ Dương và vô số chư thiên tử khác đều đem hoa trời Mà Đa La tung lên chỗ Đức Phật và chỗ các vị Bồ Tát, lại tạo ra 100.000 ức thứ âm nhạc trời vi diệu để cúng dường cùng nói. Tất cả chúng sinh được nghe chánh pháp thâm diệu như vậy, ánh sáng tỏa chiếu khắp nên có được lợi ích lớn lao tốt đẹp. Chúng con đối với pháp môn này sẽ cùng thọ trì ban bố rộng khắp. Đức Phật khen: Đúng vậy, đúng vậy, này các thiện nam, như các ông đã nói, chánh pháp này là không thể nghĩ bàn. Nếu người đã từng vun trồng sâu căn lành nơi 10.000 trụ xứ của Phật, người ấy mới có thể chạm tay vào kinh này, huống hồ lại có thể thọ trì độc tụng, sinh tâm tinh hiểu. Đức Phật lại bảo Đại Bồ Tát Tán Hoa Tạng: Này chánh pháp này
Nếu người được nghe thì tùy theo lời chúng ấy, tất cả người nữ được chuyển thành thân nam, chỉ trừ hai hạng keo kiệt và ganh ghét. Ngay lúc đó, trong chúng hội có một người nữ tên Ly Trần, tâm sinh tinh hiểu, liền từ chúng hội đứng dậy đến trước Phật Tư. Bạch Thế Tôn, nay trong tâm của con đã dứt trừ keo kiệt và ganh ghét, con xin phát tâm giúp cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu con phát tâm chân thật không hư dối thì sẽ được thành Phật, và như Phật đã dạy, khi nghe pháp này tôi cho ấn hợp liền được chuyển tướng nữ, tướng người nữ. Việc này là chân thật, có nguyện chuyển thân nữ được thành thân nam. Lúc người nữ kia nếu bày như vậy rồi, liền được chuyển thành thân nam, được Đức Phật thọ ký để bất thoái chuyển nơi đạo quả Bồ Đề vô thượng, và sẽ được thành Phật, hiệu là trừ nhất thiết phiền não, Như Lai ứng cúng chánh đại chánh giác. Đức Phật thuyết giảng kinh này xong, Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng và các chúng Bích Xô, cho đến hàng trời người A-tu-la ở thế gian, tất cả đại hội nghe Phật giảng nói, rất hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.